Hey, xin chào anh em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình đang có trên tay một chiếc iPhone 12 Pro Max. Và nó vừa mới được mở bán cách đây khoảng 2-3 hôm gì đấy thôi. Mà bây giờ cửa hàng Vietablet đã có em nó trên tay rồi đây. Ngon lành chưa? Và đồng hành cùng em nó trong video sẽ là chiếc iPhone 11 Pro Max. Nếu như các anh em đang phân vân không biết có nên mua iPhone 12 hay là không, hoặc là có nên nâng cấp từ iPhone 11 Pro Max sang iPhone 12 Pro Max hay là không, thì chúng ta hãy cùng nhau xem hết video nha. Bởi vì trong video thì mình sẽ show ra 5 điều khác biệt cực kỳ to lớn ở trên hai chiếc máy này, và chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận xem có nên nâng cấp hoặc là mua phiên bản Max Option hay là không. Bây giờ thì intro nào. Đầu tiên, sự khác biệt khủng khiếp nhất đó chính là về giá bán. Thì hiện tại em iPhone 12 Pro Max phiên bản 512GB hàng chính hãng VNA bảo hành Apple cho tới tận năm 2021 trên tay mình đây, nó đang có mức giá rơi vào tầm 40 triệu đồng, đắt hơn 12 triệu so với chiếc iPhone 11 Pro Max cũng là VNA, cũng là 512GB đấy. Và đặc biệt nhất đó chính là các anh em khi mua tại cửa hàng Vietablet thì các anh em mới có mức giá 40 triệu nha. Các anh em mua tại những cửa hàng siêu to không lo bên ngoài thì mức giá của nó sẽ lên tới 44, thậm chí là 45 triệu đồng đấy. Cho nên các anh em nào muốn mua sản phẩm này với mức giá rẻ hơn 4-5 triệu như vậy thì các anh em cứ việc kích đường link sản phẩm mình để ở phần mô tả cho các anh em. Rồi, đây là điểm khác biệt đầu tiên. Thì điểm khác biệt thứ hai, cái điểm mà chúng ta vừa nhìn vào là thấy ngay, đó chính là về thiết kế của cả hai chiếc máy này. Thì iPhone 12 Pro Max năm nay nó sẽ có phần khung với các cạnh viền vuông góc với nhau, giống như mẫu iPhone 5S ngày xưa vậy. Thế còn iPhone 11 Pro Max thì cái phần viền của nó sẽ cong cong, bo tròn, mềm mại. Và đây cũng chính là đặc điểm nhận diện giữa con nhà giàu và con nhà siêu giàu. Cho nên các anh em sau này mà muốn tương lai như bố vợ thì các anh em phải lưu ý kỹ điều này nha. Ngoài ra thì còn có thêm một số điểm khác biệt nho nhỏ nữa mà các anh em sẽ phải rất tinh mắt mới có thể phát hiện ra giữa cả hai chiếc máy. Đó chính là về kích thước tổng thể thì con iPhone 12 Pro Max nó sẽ có kích thước lớn hơn. Cái vị trí khe SIM cũng đã được di dời sang phía bên tay trái thay vì nằm bên phải phía dưới nút nguồn như trên con iPhone 11 Pro Max. Nói chung là thì cả hai thiết kế nó đều có độ hoàn thiện rất là cao, nhưng mà con iPhone 12 Pro Max thì trông nó bóng bẩy hơn, nó tinh tế hơn, bù lại thì cạnh viền của nó lại dễ bám bẩn hơn, nó dễ dính dấu vân tay hơn, và các anh em sẽ cần phải vệ sinh lau chùi thường xuyên nếu các anh em muốn giữ nó trong trạng thái gọi là luôn luôn xanh sạch đẹp. Và ngoài ra còn một cái điểm khá là khó chịu nữa, đó là cái viền này nó rất là dễ bị xước dăm anh em ạ. Cho nên nếu như các anh em không mang ốp lưng vào thường xuyên thì cái tình trạng xước viền trên con máy nó sẽ diễn ra hàng ngày, và về lâu về dài thì con máy nó sẽ bị mất đi khá là nhiều điểm thẩm mỹ đây. Điểm khác biệt thứ ba đó chính là về hiệu năng. Thì hiệu năng nó cũng là một cái điểm khác biệt rất là lớn. Trong khi con iPhone 11 Pro Max nó chạy con chip A13 Bionic cùng với thanh RAM 4GB thì con iPhone 12 Pro Max nó đã lên tới A14 Bionic cùng với thanh RAM 6GB rồi nha anh em. Thế nhưng con MacBook của Apple thì con chip A14 nó sẽ nhanh hơn A13 khoảng 20% về CPU và 10% về GPU. Mình có test thử qua phần mềm AnTuTu Benchmark thì con iPhone 12 Pro Max nó đã đạt được khoảng hơn 650.000 điểm, còn 11 Pro Max thì nó đạt được khoảng 540.000 điểm. Thực ra so sánh thì so sánh cho vui vậy thôi, chứ nếu các anh em muốn nhìn thấy được cái sự khác biệt trên cả hai con chip này trong thực tế thì các anh em sẽ phải chờ ít nhất là 2-3 năm nữa. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì con chip A13 nó vẫn đang rất là mạnh, cùng với thanh RAM 4GB là nó đã dư sức chiến tẹt ra mọi tựa game, cân hết cái công việc đồ họa hiện nay rồi. Phải nói là những tác vụ siêu nặng thì các anh em mới có thể thấy được những cái sự khác biệt trên cả hai con chip. Còn với những người thường như chúng ta thì đảm bảo các anh em sẽ không thể nào nhìn thấy được sự khác biệt đâu. Và màn hình cũng là thứ mà chúng ta không thể nào không nhắc đến. Thì iPhone 12 Pro Max nó có kích thước màn hình lớn hơn, cụ thể là 6.7 inch, còn 11 Pro Max thì nó có 6.5 inch mà thôi. Những thông số kỹ thuật như là độ tương phản, như là độ sáng, như là độ phủ màu thì cả hai con nó cũng không có gì khác biệt quá đáng kể. Chỉ có điều là màn hình nó lớn hơn cho nên độ phân giải của 12 Pro Max nó sẽ cao hơn. Ngoài ra thì màn hình của iPhone 12 Pro Max nó sẽ có thêm một lớp ceramic shield giúp màn hình trở nên cứng hơn, bảo vệ màn hình tốt hơn, chống va đập cao hơn. Nhưng mà mình thấy cái này nó hại nhiều hơn là lợi cái này mà. Bởi vì thông thường ấy, một tấm màn OLED nó luôn luôn có giá rất là đắt đỏ. Mà bây giờ màn OLED
cộng thêm gốm ceramic siêu nữa thì các anh em cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vô tình làm vỡ màn hình rồi đây. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ nếu các anh em chịu khó sử dụng cẩn thận, bảo quản kỹ lưỡng thì cũng mình nghĩ là không thành vấn đề, xui lắm kìa. Đó là điểm thứ tư. Còn điểm thứ năm là gì? Đó chính là về camera. Thì camera nó mới là cái quan trọng anh em này. Thì trên iPhone 12 Pro Max nó sẽ có thêm một ống kính LiDAR. Cái ống kính này nó sẽ mang đến một cái khả năng xử lý hình ảnh chuẩn hơn, hỗ trợ chụp xóa phông tốt hơn một chút so với những mẫu iPhone 11. Thì camera trên con iPhone 12 Pro Max nó đã có thể khắc phục được tình trạng răng cưa mép trên những dòng iPhone 11. Chưa hết, ngoài ra thì cái ống kính tele trên con iPhone 12 Pro Max nó còn có thể zoom được 2.5x thay vì là 2x trên iPhone 11 Pro Max. Cho nên khi mà các anh em chuyển sang ống kính tele chụp hình ấy, mà các anh em thấy wow, sao tự nhiên hôm nay điện thoại mình zoom nó to hơn người ta, các anh em cũng đừng bất ngờ như vậy ha. Và sau khi thử sang chế độ chụp đêm trên cả hai chiếc máy thì con iPhone 12 Pro Max nó sẽ mang đến tấm hình với độ sáng cao hơn một chút, xử lý màu nó cũng chuẩn hơn. Nhưng mà khi trải nghiệm thực tế thì các anh em muốn nhìn ra được điểm này, các anh em sẽ phải rất là tinh ý và yêu cầu chuyên môn cao một chút, chứ nếu không thì khó phát hiện lắm. Tổng kết lại thì nếu các anh em đang xài những dòng iPhone 11 Pro Max thì hãy tiếp tục sử dụng nó, không cần thiết phải nâng cấp lên 12 Pro Max làm cái gì, bởi vì những gì mà iPhone 11 Pro Max nó đang làm là rất tốt ra. Nếu chúng ta nâng cấp lên nó phí lắm anh em à. Đấy, còn nếu các anh em đang sử dụng những dòng iPhone đời thấp như là 8 Plus, như là X, như là XR gì đấy, các anh em muốn nâng cấp lên cao hơn nữa thì các anh em có thể quất thẳng con 12 Pro Max. Chính hãng viên này đang có giá tốt và bảo hành tại Việt Nam, hư thì mang đã đủ trả thoải mái, và hiện tại cửa hàng Vietablet cũng đang có rất là nhiều mẫu như vậy, các anh em có thể tham khảo. Và nếu như còn thêm điểm khác biệt nào nữa thì các anh em hãy mạnh dạn comment phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau vào thảo luận cho nó vui ha. Và các anh em cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là nhấp vào chuông thông báo để có thể ủng hộ tụi mình cho ra nhiều video hay ho chất lượng hơn mỗi ngày. Và nếu các anh em muốn mình làm video gì, các anh em cũng hãy comment luôn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau.